Chưa đầy một ngày nữa, di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, địa danh nổi tiếng của vùng đất Thiên Quảng Trị này hứa hẹn sẽ rộn ràng với những vòng xoay xe đạp của hàng trăm vận động viên từ mọi miền Tổ quốc và cả quốc tế. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, trưởng ban tổ chức Ngày hội đạp xe vì hòa bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ diễu hành Ngày hội đạp xe vì hòa bình đã gần như hoàn tất. Có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho Ngày hội đạp xe vì hòa bình và cuộc đua điểm đến hòa bình trong lễ hội hòa bình năm 2024 đã được chuẩn bị một cách chu đáo và đến thời điểm này là đã hoàn tất tất cả mọi nội dung. Từ cơ sở hạ tầng vật chất cho đến điều kiện đảm bảo về kỹ thuật và công tác truyền thông đã được chuẩn bị một cách rất là chất lượng. Và đặc biệt đến thời điểm này thì 600 vận động viên đến từ 60 câu lạc bộ trong nước và quốc tế đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị với một tinh thần sẵn sàng. Chúng tôi tin chắc rằng Ngày hội đạp xe vì hòa bình và cuộc đua sẽ thành công tốt đẹp. Cũng trong chiều 27 tháng 6 năm 2024, ban tổ chức của Ngày hội đạp xe vì hòa bình gồm đại diện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh niên đã đi kiểm tra những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho giờ khai hội tại các vị trí thuộc thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải. Riêng ở di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội đạp xe vì hòa bình vào sáng 29 tháng 6 năm 2024, cờ hoa, băng rôn đã được sắp đặt rực rỡ, tất cả thực sự đã sẵn sàng. Sau cơn mưa giông trắng trời vào đầu giờ chiều 27 tháng 6 năm 2024, trời hừng nắng trở lại thì cũng là lúc các vận động viên đua xe đạp bắt đầu tập luyện, chuẩn bị thể lực cho chặng đua trên các cung đường tại đất Thiên, Quảng Trị. Chị Võ Phương Thúy, câu lạc bộ xe đạp thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh cho biết, thời gian qua, sau khi đăng ký tham gia Ngày hội đạp xe vì hòa bình, mọi người trong câu lạc bộ rất hào hứng. Với tinh thần vừa tham gia diễu hành, vừa tranh tài đua xe, nên các thành viên câu lạc bộ tập luyện hăng say. Thời gian vừa qua thì thực sự có lễ hội hòa bình đi thì chúng tôi rất hào hứng. Vì cũng tinh thần là vừa diễu hành nhưng vừa là đi đua, cho nên là vừa rồi là tập luyện rất là hăng say và tất cả các đồng hội đồng viên là cổ động viên đều là tập hăng say hết, vì đó là một cái là nó rất tự hào, nó rất vinh dự, bởi vì là đi đua các nơi nhiều rồi nhưng mà thực sự là đua cho tỉnh nhà là vì một cái giải vì hòa bình đó là rất tự nhiên. Vừa kết thúc buổi tập luyện cùng các thành viên câu lạc bộ xe đạp đường chính Xanh Đông Hà để chuẩn bị cho chặng đua sắp tới, chị Nguyễn Thúy Lành cho biết khi đăng ký tham gia Ngày hội đạp xe vì hòa bình, điều khiến chị Lành tự hào là mỗi vận động viên xe đạp sẽ là một đại sứ hòa bình, mang khát khao giành chiến thắng và quảng bá hình ảnh của quê hương Quảng Trị đến với bạn bè thế giới. Đến với là giải đua xe đạp vì hòa bình thì cũng như là team của đường câu lạc bộ đường chính Xanh Đông Hà, nói chung và cá nhân nói riêng thì bản thân tôi là cũng phấn đấu rằng là đầu tiên team của chúng tôi sẽ đạt mong muốn là giành được cúp và tiếp sau đó là cá nhân của tôi cũng là có một thành tích là trong cái giải này. Thì các anh em chị em trong câu lạc bộ xe đạp thì thường thường là buổi sáng mình tập một nhiều cung đường và thời gian tập luyện thì trong vòng khoảng một tiếng, hai tiếng, tùy theo công việc của mỗi người. Nhưng mà quá trình tập thì anh em cũng là rất là nhiệt tình và phấn đấu hết sức mình để đem lại vinh quang cho tỉnh nhà. Bởi vì cái giải này là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị mình được tổ chức một cái giải mà rất là gọi là theo bản thân tôi là danh giải như thế này. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 tới đây, tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh niên sẽ tổ chức Ngày hội đạp xe vì hòa bình tại Quảng Trị. Diễu hành và đua xe là hai hoạt động chính của ngày hội. Sự kiện mở đầu cho lễ hội vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị với cấp quốc gia.